Lộc đang có mặt tại Vũng Tàu. Trong ngày hội đặc biệt này, các ông chồng sẽ cùng với thai giặt sạch đồng phục của các cháu. Không thể nào ngờ các ông chồng đã giặt sạch hàng ngàn chiếc áo. Ngạc nhiên hơn hết là chúng tôi chỉ dùng đúng một gói bột giặt thai. Thai, một gói sức mạnh, muôn vạn niềm vui.